Trường hợp của chính trị gia thuộc đảng Dân Chủ John Edwards trong quá khứ có thể giúp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thêm lời bào chữa cho mình. Hơn một thập niên trước, thành viên đảng Dân Chủ từng hai lần ra tranh cử Tổng thống John Edwards bị cáo buộc vi phạm luật tài trợ cho chiến dịch tranh cử, cáo buộc liên quan đến việc các nhà tài trợ bí mật giúp ông Edwards chi gần 1 triệu đô la Mỹ để che giấu người tình đang mang thai của ông trong chiến dịch tranh cử năm 2008. Tại phiên tòa, các luật sư của ông Edwards lập luận, tương tự như đội ngũ pháp lý của ông Trump đang lập luận ở thời điểm hiện tại, rằng những khoản thanh toán đó không vi phạm luật bầu cử liên bang vì chúng nhằm bảo vệ gia đình ông Edwards khỏi nỗi đau và sự xấu hổ, chứ không phải cố gắng che giấu chuyện ngoại tình với cử tri để tiếp tục theo đuổi tham vọng chính trị. Tòa đã tuyên ông Edwards trắng án. Vụ việc này có thể giúp các luật sư của cựu Tổng thống Donald Trump có thêm manh mối để bào chữa cho thân chủ, trong bối cảnh ông Trump đang đối mặt nguy cơ bị đại bồi thẩm đoàn ở quận Manhattan truy tố liên quan đến việc chi tiền bịt miệng ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels. Ông Stephen Freeland, giáo sư luật của trường Đại học Yale, người đã tham dự nhiều phiên tòa liên bang kéo dài 6 tuần của ông Edwards ở Greensboro tại Bắc Carolina vào năm 2012 cho biết, đây là tiền lệ gần nhất cho trường hợp của ông Trump và đó không phải là điều tốt đối với một ai đó đang tìm cách làm tương tự. Hiện vẫn chưa rõ công tố viên Alvin Bragg của quận Manhattan và đại bồi thẩm đoàn sẽ theo đuổi những cáo buộc này nhằm vào ông Trump liên quan đến cáo buộc về khoản thanh toán 130.000 đô la Mỹ cho bà Daniels trước cuộc bầu cử năm 2016. Tuy nhiên, các đồng minh của cựu Tổng thống Trump đã bắt đầu đưa ra những điểm tương đồng với vụ việc của ông Edwards. Trong phiên tòa xét xử vào năm 2012, bồi thẩm đoàn đã tuyên ông Edwards trắng án về tội danh nhận các khoản đóng góp bất hợp pháp trong chiến dịch tranh cử. Tuy nhiên, họ không thể tuyên án cho 5 tội danh còn lại. Cuối cùng, Bộ Tư pháp quyết định không xét xử lại ông Edwards. Ứng viên phó tổng thống của đảng Dân Chủ hồi năm 2004 này đã rút lui khỏi chính trường sau khi vụ việc kết thúc. Hiện ông làm luật sư ở Bắc Carolina. Theo đài CNN, ông Trump kiên quyết phủ nhận quan hệ tình cảm với bà Daniels, tên hợp pháp là Stephanie Clifford, và khẳng định rằng không có hành vi phạm tội nào. Luật sư Joe Tacobina của ông Trump nói rằng khoản chi 130.000 đô la Mỹ là để đáp trả hành vi tống tiền của bà Daniels. Khi đó, bà Daniels đang có tiết lộ mối quan hệ tình cảm từng có với ông Trump hồi năm 2006. Ông Tacobina cũng đã tìm cách phân định giữa khoản thanh toán cho bà Daniels và tiền thu được từ các nhà tài trợ chính trị. Ông Tacobina cho biết đầu tháng này, ông ấy đã chi khoản tiền đó bằng tiền cá nhân để ngăn chặn thông tin sai sự thật được tiết lộ. Thông tin đó khiến bản thân ông ấy, gia đình ông ấy và đứa con trai nhỏ của ông ấy xấu hổ. Nếu khoản thanh toán vẫn được chi trả bất kể chiến dịch tranh cử có diễn ra hay không, thì đây không phải là hành vi vi phạm luật chiến dịch tranh cử. Bất kỳ vụ án hình sự nào muốn tìm cách liên hệ giữa khoản tiền bịt miệng với hành vi vi phạm tài chính của chiến dịch tranh cử sẽ phải làm sáng tỏ liệu hành vi này có nhằm mục đích che giấu thông tin với các cử tri hay không. Trong khi đó, bất kỳ cáo buộc nào liên quan đến khoản tiền bịt miệng bà Daniels có thể sẽ tập trung vào bằng chứng từ cựu luật sư Michael Cohen của ông Trump. Ông Cohen là người đã dàn xếp các khoản thanh toán cho bà Daniels vào cuối tháng 10 năm 2016 và gần đây đã ra làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn Manhattan. Tuy nhiên, ông Trump và các đồng minh cho rằng ông Cohen khai man bị kết án nên không thể tin cậy được. Ông Cohen đã ngồi tù hơn một năm sau khi nhận nhiều tội danh cùng lúc liên quan đến kế hoạch chi tiền bịt miệng, các tội về tài chính và thuế.